mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ của 7S. Và đúng như tiêu đề của video thì hôm nay mình cũng như mọi người đang rất nóng lòng muốn xem thử là 7S sẽ đem đến những cái sản phẩm, những cái deal hời nào trong cái đợt hot sale lần này của mình. Và để không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa thì đây chính là những cái sản phẩm mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay, những cái sợi cáp chất lượng cao đến từ Bisen. Rồi, trước khi bắt đầu video thì hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Bây giờ thì let's go. Và ở đây như mọi người có thể thấy thì mình sẽ có tổng cộng là 4 sợi cáp của Bisen, những cái loại khác nhau. Và nói về cái thương hiệu của Bisen thì chắc hẳn là những cái anh em nào đang quan tâm về công nghệ cũng như là có tìm hiểu đôi chút á, thì sẽ biết được cái sự nổi tiếng của thương hiệu này cũng như là những cái chất lượng mà từ sản phẩm đem lại. Thì dành cho những bạn nào chưa biết, mình sẽ nói sơ qua một chút xíu về cái thương hiệu Bisen. Bisen là một thương hiệu phụ kiện vô cùng nổi tiếng. Bên cạnh những dòng pin dung lượng cao, chất lượng thì Bisen còn mang đến cho người dùng những dòng cáp sạc Lightning cực kỳ ấn tượng và bán rất chạy trên thị trường. Và ở đây thì mình sẽ có tổng cộng là 4 sợi cáp khác nhau của Bisen. Đầu tiên đó chính là hai cái hộp nhỏ này, nó còn nguyên siêu luôn nha mọi người. Và nó có tên là Bisen Quick Lightning and Type-C 3A Braided 1000mm Cable. Và ở đây mình sẽ có hai phiên bản, đó chính là màu đen và màu đỏ. Thì đây là hai cái sợi cáp rất là thông dụng của Bisen. Và tiếp theo nữa đó chính là hai cái hộp lớn hơn. Đầu tiên sẽ là cái sợi cáp màu xám này, nó có tên là Bisen Quick Lightning GINC Intelligent Power Up 1.2m Cable. Đó là phiên bản màu xám. Còn cái phiên bản màu xanh lá trên tay mình cầm, nó sẽ có tên là Lightning GINC Intelligent Power Up 1200mm. Thì đây là những cái sợi cáp rất là thông dụng của nhà Bisen. Và tất nhiên là những cái sản phẩm này của Bisen toàn bộ đều là cổng sạc Lightning hết. Và dành cho những người nào chơi hệ iOS như là iPhone và iPad chẳng hạn. Mặc dù ở thị trường châu Âu thì như các bạn đã biết, họ đang dần đào thải cái cổng sạc Lightning này của Apple. Nhưng ở thị trường châu Á của chúng ta thì không có quá khắt khe so với cái chuyện này. Điển hình như là cái việc ra mắt iPhone 13 series vừa qua, chúng ta vẫn hoàn toàn có cổng sạc Lightning trên cái thế hệ iPhone mới lần này của Apple. Và sắp tới thì chưa biết là Apple họ sẽ có dự định gì cho cái sản phẩm mới của mình hay không. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ chào đón những cái cổng sạc, những cái cáp sạc Lightning vô cùng chất lượng như là Bisen chẳng hạn. Và những cái sợi cáp của Bisen đều được thiết kế với dạng vô cùng chắc chắn và phải nói là cái độ bền nó vượt trội so với thời gian. Và thêm vào đó đó chính là cái phần dây bên trong của cáp sạc Bisen á, thì nó sẽ được làm bằng dây đồng nguyên chất và bên ngoài thì sẽ được bọc bởi một cái lớp cách nhiệt đảm bảo an toàn khi mà chúng ta sử dụng trong cái thời gian dài, dẫn đến những cái tình trạng như là cháy nổ chẳng hạn. Và với cái phần vật liệu và cái cách thiết kế của Bisen sẽ giúp cho cái phần dây cáp của chúng ta được bảo vệ an toàn hơn khi mà chúng ta sử dụng và để bên trong cái phần ba lô này hoặc là túi quần, túi áo của mình trong cái thời gian dài thì sẽ khác so với những cái sản phẩm thông thường, những cái sản phẩm giá rẻ khác. Và cái phần đầu nối của dây cáp được gia cố cường lực, thích hợp với đó là chipset tản nhiệt thông minh, vật liệu cao cấp có khả năng chống gãy rập. Và bên cạnh đó thì phần đầu nối của cáp nhỏ gọn bền bỉ, có khả năng tản nhiệt nhanh hơn. Và phần lớp ni lông bền hợp kim kẽm bên ngoài sẽ mang đặc trưng của dòng sản phẩm cao cấp. Và với phần đầu nối thông dụng, các sản phẩm cáp sạc của Bisen có thể tương thích với các thiết bị khác nhau của Apple. Và ngoài cái khả năng sạc nhanh ra thì những cái sợi cáp này của Bisen còn giúp cho chúng ta đảm bảo an toàn hơn này, giảm được cái tình trạng sạc quá mức hoặc là ảnh hưởng tới pin và cái thiết bị sạc của chúng ta trong cái thời gian sử dụng. Và cái sợi cáp 1 mét này thì chúng ta có thể sạc cho iPhone hoặc là iPad của mình, và đầu Type-C còn lại sẽ kết nối với lại củ sạc, giúp cho cái thiết bị của chúng ta sạc nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì nó sẽ còn hạn chế được cái tình trạng là nóng dây này hoặc là gãy gập trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng dài. Còn đây là cái sợi cáp 1m2, chúng ta có thể sử dụng nó dùng để truyền tải dữ liệu giữa máy tính và điện thoại của mình rất là nhanh cũng như là an toàn hơn khi mà chúng ta sử dụng. Và đó là về toàn bộ những cái sản phẩm của Bisen trong cái đợt hot sale lần này. Và đối với một cái thiết bị công nghệ mà nói thì việc sở hữu một cái sợi cáp chất lượng giúp chúng ta tăng thêm cái tuổi thọ cho thiết bị của mình. Rồi, nếu các bạn đang thích cũng như là muốn mua những cái sản phẩm này của từ Bisen thì hãy nhanh tay lên đặt hàng ngay bằng cái đường link bên dưới phần mô tả. Vì những cái sản phẩm mà mình giới thiệu trong video ngày hôm nay toàn bộ sẽ được hot sale tại 7S với mức giá là 150.000. Hãy nhanh tay lên đặt hàng ngay tại chuỗi hệ thống cửa hàng của 7S nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.